Hôm nay mình sẽ giải đáp cho mọi người về vấn đề điều trị nám bằng laser có hiệu quả hay không. Xin chào tất cả mọi người, mình là bác sĩ Trường, bác sĩ laser tại Thẩm mỹ viện Sen. Hôm nay mình sẽ giải đáp cho mọi người về vấn đề điều trị nám bằng laser có hiệu quả hay không và chi phí điều trị mới nhất. Trị nám bằng laser là việc ứng dụng công nghệ cao làm đẹp hiện đại vào trong điều trị nám da và một số vấn đề khác về da. Phương pháp điều trị nám da sử dụng các tia laser với các bức sóng phù hợp tác động vào da ở các mức độ khác nhau. Các tia laser này sẽ phá hủy các hắc tố melanin gây sạm nám thành những mảnh hạt li ti và đào thải chúng ra ngoài. Công nghệ này cũng mang lại hiệu quả cao, được coi là phương pháp loại bỏ nám tối ưu nhất hiện nay. Ngoài loại bỏ nám thì điều trị nám bằng laser còn giúp tái tạo da, làm da sáng khỏe, mịn màng hơn. Điều trị nám da bằng laser là phương pháp tối ưu nhất dành cho các chị em đang gặp phải tình trạng nám và tàn nhang trên da. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng da mà bạn nên lưu ý một số các số vấn đề sau. Thứ nhất là không nên áp dụng phương pháp này đối với phụ nữ mang thai để đảm bảo cho an toàn cho mẹ và bé. Chỉ nên áp dụng công nghệ này sau khi sinh và khi sức khỏe đã ổn định. Liệu trình điều trị sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng da và kích thước của các nám và tàn nhang. Với những chị em bị tình trạng nám lâu năm, nám nặng thì quá trình điều trị sẽ mất nhiều thời gian để loại bỏ, triệt để và tận gốc nám. Lợi ích của việc điều trị bằng laser bên cạnh việc mang lại những hiệu quả điều trị nám, công nghệ này còn mang lại một số các ưu điểm vượt trội cho da. Cụ thể như là loại bỏ các tế bào chết, làm da sạch da, xe khít lỗ chân lông giúp da trở nên căng bóng và láng mịn hơn, cải thiện các vùng nếp nhăn ở vùng quanh miệng, vùng mắt rõ rệt hơn, phục hồi và làm sáng các vùng da sậm màu, giúp làn da trắng mịn, giảm thiểu tình trạng nám quay lại. Hạn chế lớn nhất của điều trị nám bằng laser đó là chính là giá thành cao, vì phương pháp này là sử dụng các công nghệ cao, máy móc hiện đại nên sẽ chủ yếu được thực hiện tại các viện thẩm mỹ viện lớn hoặc là các bệnh viện thẩm mỹ, nên chi phí cho điều trị thì khá là đắt đỏ. Đồng thời sau khi điều trị nám bằng laser thì quá trình chăm sóc và bảo vệ da cũng khá là nghiêm ngặt. Bôi kem chống nắng mỗi ngày, mang đồ bảo hộ như mũ rộng vành, áo chống nắng, kính râm, tránh để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, đối với những làn da nhạy cảm, sau khi điều trị nám bằng laser thì sẽ gặp tình trạng là da sẽ hơi bị rát đỏ. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ nhanh chóng mất đi sau ít giờ và không cần phải lo lắng. Điều trị nám bằng laser thì chi phí mất bao nhiêu tiền? Điều trị nám bằng laser với cơ chế hoạt động dựa vào các tia laser chiếu trực tiếp lên các vùng da bị nám, đi sâu vào các tế bào da, làm đứt gãy các liên kết của sắc tố melanin gây nám. Vì từng thiết bị máy laser với từng bước sóng khác nhau sẽ có tác động lên da và mức độ trị nám nhất định nên sẽ có chi phí điều trị khác nhau. Mức độ nám nhẹ thì là trên 10 triệu, còn mức độ nám mà trung bình thì dao động trên dưới 15 triệu và mức độ nặng thì là trên 20 triệu. Hiện tại Thẩm mỹ viện Sen cũng là cơ sở đầu tiên và duy nhất ứng dụng việc điều trị nám bằng laser công nghệ cao và điều trị đem lại hiệu quả cho rất nhiều khách hàng. Khi khách hàng đến điều trị nám tại Thẩm mỹ viện Sen thì sẽ được bảo hành 15 năm và có bảo hành trọn đời mà không phát sinh thêm chi phí. Vì vậy, những chị em nào mà đang gặp tình trạng da bị nám tàn nhang thì hãy đến Thẩm mỹ viện Sen được soi da và tư vấn.